Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin gây ra đại họa chết người, Trung Quốc kể công chống dịch. Trung Quốc đang nỗ lực chứng minh với thế giới là nước này đang dập tắt đại dịch một cách thành công nhất. Nhưng sau liên tiếp những gian dối từ việc không minh bạch về việc dịch viêm phổi Vũ Hán trong giai đoạn bùng phát ban đầu, đến việc che giấu quy mô đại dịch, thì đây có phải là lời nói dối tiếp theo của Trung Quốc hay không? Hôm 7 tháng 4 năm 2020, Trung Quốc lần đầu tiên ghi nhận không có ca tử vong nào tại đại lục kể từ khi dịch bệnh này bùng phát. Đây là hình ảnh người dân Vũ Hán đã xếp hàng ở nhà ga vào đêm 17 tháng 4 để chờ lệnh dỡ bỏ phong tỏa vào đầu ngày 8 tháng 4. Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc vào hôm 7 tháng 4 thông báo lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu công bố số liệu dịch bệnh vào tháng 1 năm 2020, nước này không ghi nhận ca tử vong nào theo ngày vì viêm phổi Vũ Hán. Dù số ca bệnh tại Trung Quốc đại lục đã giảm dần từ tháng 3, nhưng nước này vẫn đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ hai từ nước ngoài vào và đưa tổng cộng gần 1.000 ca nhập khẩu cảnh. Theo đó, hết ngày 6 tháng 4, Trung Quốc có thêm 32 ca nhiễm mới trên toàn quốc và tất cả đều từ bên ngoài đưa vào và cũng có 30 ca mới chưa có triệu chứng. Từ 0 giờ ngày 8 tháng 4, giờ địa phương, thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nơi khởi phát dịch bệnh đã chính thức được dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 77 ngày. Đây là tín hiệu mà Trung Quốc muốn chứng tỏ cho thế giới thấy thành công của nước này trong việc dập tắt dịch bệnh ngay tại chính nơi khởi phát dịch bệnh. Với lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, toàn bộ hệ thống sân bay, đường sắt, đường thủy, cao tốc và xe khách ở Vũ Hán sẽ nối lại hoạt động. Theo hãng tin AFP, ngay sau khi lệnh dỡ bỏ phong tỏa được đưa ra, hàng ngàn người đã đổ tới các nhà ga và tàu cao tốc để rời khỏi Vũ Hán. Nhà chức trách trước đó ước tính sẽ có khoảng 55.000 người rời Vũ Hán sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ. Và thống kê chính thức về dịch bệnh và tuyên bố thành công của Trung Quốc luôn khiến thế giới phải nghi ngờ về những con số do Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Văn phòng Nội các Anh Michael Gove. Theo tờ báo Daily Mail đưa tin vào hôm 29 tháng 3 rằng các cố vấn khoa học đã báo cáo Thủ tướng Anh Boris Johnson về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hạ thấp quy mô thực sự của dịch bệnh. Theo đó, con số thực tế có thể gấp từ 15 đến 40 lần con số mà Trung Quốc đã công bố. Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh Michael Gove nói việc Trung Quốc không minh bạch thông tin về dịch bệnh đã khiến tình hình bệnh viêm phổi Vũ Hán trên thế giới trở nên trầm trọng. Ông Michael Gove phát biểu hôm 29 tháng 3 như sau. Ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán đầu tiên tại Trung Quốc xuất hiện vào tháng 12 năm 2019. Tuy nhiên, các báo cáo của Trung Quốc không minh bạch và quy mô, tính chất và mức độ lây nhiễm của bệnh dịch. Một bài báo của tạp chí Xinhua ước tính rằng 86% các ca nhiễm bệnh ở tỉnh Hồ Bắc đã không được báo cáo vào thời điểm chính quyền phong tỏa Vũ Hán và các thành phố khác từ ngày 23 tháng 1. Cũng có thể các quan chức đã báo cáo con số thấp hơn, đặc biệt khi chính quyền trung ương đưa ra khẩu hiệu tuyên truyền rằng sẽ chiến thắng dịch bệnh trong cuộc chiến tranh nhân dân, thì các con số được thay đổi để đạt được mục tiêu đó. Sự thay đổi đó có thể thực hiện hành tinh vi bằng cách gán cho những trường hợp tử vong ở những lý do khác như bệnh tim, bệnh viêm phổi chẳng hạn. Ngày 11 tháng 4, hãng tin Bloomberg, Mỹ dẫn lời các nguồn tin tiết lộ báo cáo của cộng đồng tình báo Mỹ kết luận chính phủ Trung Quốc che giấu mức độ nghiêm trọng của đại dịch viêm phổi Vũ Hán và công bố số liệu không hoàn chỉnh về ca nhiễm và trường hợp tử vong ở nước này. Và những nghi cờ được đặt ra xuất phát từ lịch sử che giấu dữ liệu của nước này từ trước đến nay vẫn như vậy. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc Trương Văn Khang thời điểm diễn ra dịch SARS-2003. Trung Quốc là quốc gia có tai tiếng trong việc cung cấp số liệu. Đặc biệt là về kinh tế, Trung Quốc chỉ giấu về sự tiến bộ cho đất nước và cho Đảng Cộng sản cầm quyền. Khác với đa số các quốc gia khác, các số liệu GDP hàng năm của Trung Quốc từ lâu được xem chỉ là tham khảo, chứ không phải phản ánh sự thật. Một số ước đoán cho rằng tăng trưởng kinh tế thật của Trung Quốc chỉ bằng một nửa con số công bố. Khi mà Trung Quốc có thể làm giảm số liệu về một số quan trọng như GDP, thì việc nước này theo thói quen cũng làm vậy với đại dịch viêm phổi Vũ Hán thì cũng là điều rất dễ hiểu. Hơn nữa, Trung Quốc từng có lịch sử báo cáo sai lệch về thông tin dịch bệnh ở nước này. Vào ngày 21 tháng 4 năm 2003, thời điểm dịch SARS bùng nổ, thời báo New York đã đưa tin rằng
Trung Quốc thừa nhận báo cáo số nhiễm dịch thấp đi. Trong lần thừa nhận hiếm hoi, chính quyền Trung Quốc tiết lộ rằng các ca bệnh suy hô hấp cao hơn nhiều số báo cáo. Trước kia, Bắc Kinh có 339 ca nhiễm SARS và 402 ca nghi nhiễm. Trước đó 10 ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc Văn Khang nói chỉ có 22 ca nhiễm SARS ở Bắc Kinh mà thôi. Và thực tế cho thấy, giai đoạn đầu khi dịch bệnh bắt đầu phát tán tại Vũ Hán, chính quyền Cộng sản đã che giấu thông tin, biệt miệng những người thổi còi trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán mà tiêu biểu là bác sĩ Lý Văn Lượng và những người bạn của ông. Thị trưởng của Vũ Hán đã thừa nhận từ lâu rằng đã có sự thiếu minh bạch trong thời gian đầu tháng Giêng, khi có khoảng 100 trường hợp được xác nhận đến ngày 23 tháng 1 là lúc nơi áp dụng hạn chế trên toàn thành phố. Và cũng theo nhà báo Mạnh Kim của Việt Nam, vấn đề ở chỗ gần như không có ai có thể kiểm tra được các số liệu từ Trung Quốc. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom tại Bắc Kinh vào ngày 28 tháng 1 năm 2020. Tổ chức Y tế Thế giới, cơ quan gần như duy nhất có thể yêu cầu Trung Quốc cung cấp và công bố những gì dư luận nghi ngờ, lại tỏ ra hợp tác tốt với Bắc Kinh và thậm chí trong nhiều trường hợp đã nói đỡ dùm Bắc Kinh để xua đi những nghi vấn đặt ra đối với thống kê từ Trung Quốc. Hồi tháng 2, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros từng khen ngợi Trung Quốc rằng biện pháp phong tỏa của nước này đã giúp câu giờ để thế giới chuẩn bị đối phó với đại dịch. Và ông cũng liên tiếp ca ngợi Trung Quốc vì tốc độ phát hiện dịch và cam kết minh bạch. Trước sự đáng ngờ của ông Tedros khi công bố dịch viêm phổi Vũ Hán ở Trung Quốc là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu hồi cuối tháng 1, đơn kiến nghị trực tuyến kêu gọi Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới từ chức được tạo trên trang changeof.org và được giao dịch ra nhiều thứ tiếng như Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Ả Rập. Tờ đơn khẳng định cách cư xử của các cơ quan y tế thuộc Liên Hợp Quốc, UN và Tổ chức Y tế Thế giới đối với sự bùng phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán là không chấp nhận được. Ngoài ra, người viết đơn còn cho rằng ông Tedros không phù hợp với vị trí của người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới và nên từ bỏ chức vụ này ngay lập tức. Đơn kiến nghị trực tuyến này đến ngày 6 tháng 4 năm 2020 đã thu thập được 718.000 chữ ký. Và Trung Quốc cũng kê khai số liệu của những ca nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán tại quốc gia của mình theo định nghĩa của nước này về dịch bệnh mới. Và từ tháng Giêng tới tháng 3, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã 8 lần đưa ra những định nghĩa về viêm phổi Vũ Hán nhằm thay đổi những con số này. Đây là hình ảnh công nhân đang dỡ bỏ rào cản ở thành phố Vũ Hán. Giáo sư Ben từ Đại học Y tế Công thuộc Đại học Hồng Kông nói việc xét nghiệm ban đầu chỉ tập trung vào các ca viêm phổi nặng nhất liên quan đến khu chợ phát dịch ở Vũ Hán. Ông này cho biết rằng có thể có tới 232.000 ca nhiễm nếu các định nghĩa sau được dùng ngay từ đầu, chứ không phải là 75.000 ca nhiễm như Bắc Kinh loan báo. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc không biết do điều chỉnh cho phù hợp thực tế hay cố tình tạo ra sự loạn nhiễu, đã lần lượt đưa ra đến 7 cách giải thích khác nhau từ tháng 1 đến đầu tháng 3 để hướng dẫn các giới chức y tế nước mình định nghĩa như thế nào là nhiễm bệnh. Vào cuối tháng 3, Trung Quốc lại tung ra định nghĩa thứ 8. Ngày 19 tháng 3 vừa qua được xem là một cột mốc thành công của cuộc chiến chống đại dịch tại Trung Quốc. Đó là ngày mà toàn Trung Quốc ghi nhận không có ca nhiễm mới. Tuy nhiên, một thông báo công cộng được giới chức địa phương bên ngoài cộng đồng Vũ Hán cho biết có một ca nhiễm mới. Bức ảnh chụp thông báo lan truyền lập tức trên mạng xã hội. Viên bí thư đảng ủy địa phương Đào Chính Thái đã xác nhận với giới chức địa phương có đăng thông báo trên. Nhưng sau đó, vào ngày 29 tháng 3, Đào lại nói với Tân Hoa Xã rằng đó là một sơ suất, rằng có một ông 63 tuổi trên tên là Trương, quận Kiều Khẩu, Vũ Hán, được xét nghiệm dương tính dù không có triệu chứng. Và vì ông Trương không có triệu chứng nên không được tính là một ca được xác định nhiễm. Lúc thì không có triệu chứng, không được là tính nhiễm. Khi lại được xem là nhiễm cho thấy cái cách thiên biến vạn hóa của việc làm thống kê tại Trung Quốc do Đảng Cộng sản ở đây lãnh đạo. Và nhà báo Thùy Dương đã đề cập đến một bài viết có tựa đề Trung Quốc muốn dành hết công trạng về việc kiểm soát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán của phóng viên người Nhật trên một tuần báo của Pháp. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện trước công chúng tại Bắc Kinh chỉ đạo chống dịch cúm Vũ Hán vào ngày 10 tháng 2 năm 2020. Theo bài viết, Bắc Kinh chỉ muốn chứng tỏ ưu thế của
của chế độ độc toán chuyên quyền trong việc kiểm soát dịch bệnh mà quên đi rằng chính hệ thống này đã cản trở việc sớm đưa ra các biện pháp để ngăn ngừa sự lây lan của cúm Vũ Hán. Hoàn Cầu Thời báo mới đây trong một bài xã luận chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ và châu Âu không có khả năng kiềm hãm đà lây lan của dịch bệnh, không có các biện pháp thích hợp để chống lại cúm Vũ Hán. Trước đó, Trung Quốc đã nhiều lần tự ca ngợi mình là hình mẫu về cách đối phó với virus và đòi hỏi toàn thế giới phải công nhận những nỗ lực của Bắc Kinh trong việc hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Đòi hỏi này thật vô lý, bởi loại virus này đang gây ra rất nhiều nỗi đau cho biết bao nhiêu người xuất phát từ chính Trung Quốc. Mong được khen ngợi vì làm chậm sự lây lan của virus mà không thừa nhận trách nhiệm của mình, cũng giống như châm mồi lửa rồi sau đó muốn được hoan nghênh vì đã mang nước đến để dập lửa. Ngược lại, thế giới sẽ rất tốt hơn nếu các nhà lãnh đạo cộng sản phản ứng nhanh chóng khi thông tin về virus được công bố lần đầu tiên vào đầu năm, vào cuối năm 2019 tại Vũ Hán, thay vì tìm cách che giấu thông tin. Và Trung Quốc luôn tuyên truyền để tỏ ra phản ứng mạnh mẽ và luôn ngăn chặn dịch bệnh một cách hiệu quả. Nhưng điều đó không có nghĩa là Bắc Kinh đáng được coi là một hình mẫu cho phần còn lại của thế giới trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Cũng như không phải là Trung Quốc đã cứu thế giới, mà ngược lại, Trung Quốc chính là nơi đã gây ra đại họa giết người dân trên toàn thế giới. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư, ngày 8 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.